Hello cho con nha. Yêu ơi, bạn nào ở trong quần mà lại khóc nhẹ? Hôm nào cũng thế. Mẹ nhìn cái mặt mà đứng nhún nhảy là mẹ nghi rồi. Nằm xuống mặt tạ đó, nằm xuống mặt tạ xong rồi. Sao? Nằm xuống. Tạ nó đâu đây? Qua đây. Của con hả? Phải của con không? Sao nữa? Nằm xuống mặt tả vô. Nằm ngửa ra, nằm ngửa.